những người phụ nữ. Nghĩa vụ làm mẹ, nghĩa vụ làm vợ, nghĩa vụ làm con dâu. Sao chỉ có phụ nữ mới có những nghĩa vụ đó chứ? Mãi cuốn theo cuồng quay của xã hội hiện đại. Cô hạnh phúc vì gia đình, anh muốn được ở bên cạnh cô em mỗi ngày. I love you. Bị tổn thương cũng vì gia đình. Mẹ ơi, mẹ, con phải kết thúc mối quan hệ của cả hai đi. Bà đã làm gì với tư cách là mẹ cho tôi hả? Để rồi lạc lối trong những thương tổn. Chủ tịch à, cô con gái bà bỏ rơi 28 năm trước vẫn còn sống tốt chứ? Con sẽ mãi mãi là con gái của bác Sơn gia. Con không phải là con gái của bà ấy mà. Mẹ nghe rõ chưa? Hạnh phúc lẽ nào chỉ là điều viển vông. Đón xem Con gái của mẹ phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh HTV3 Dreams TV.